Chào cả nhà, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 22. Mọi người đến với phiên ngày hôm nay. Tháng mới thì chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui. Mời mọi người ngắm bông bệt Châu Nguyễn nha. Đó. Bông này thì nó vận chuyển về nó tàn rồi, với lại nó nở ở vườn người ta thì cũng lâu rồi, chứ không phải là hôm nay mới nở. Với lại em quay thì mọi người thấy là nắng cũng nhẹ, không có mạnh đâu. Nên là bông hoa nó nhìn nó không có sắc nhưng mà nó vẫn ánh lên cái độ đẹp đúng không? Đậm. Cái khuôn Châu Nguyễn thì nó cũng khá là dài. Bông này em bán mấy lần rồi á, khách cũng rất là ưng. Bởi vì cái khuôn bông này màu nó rất là đậm. Mà Châu Nguyễn là cái màu nó cực kỳ là đen, nó đậm đen luôn. Chậu này thì nó có một nguồn gốc và rất là nhiều cây mọi người. Thì em bán là 700 nha. Đó, chậu Châu Nguyễn này thì 700. Nhiều mầm gốc và nhiều cây lắm. Khuôn hoa thì rất là đậm. À, bông này bán nhiều rồi chứ không phải là hôm nay mới bán, nhưng mà hồi trước là bán cho nụ nụ á, nụ cho khách nên là không có xem được hoa. Hôm nay có hoa thì hoa nó lại tàn, lúc mình nở thì nó tàn rồi, với lại vừa người ta đẻ cũng không chăm gì á mọi người, nên là nhìn cái hoa nó như vậy nha. Rồi em sang những cái chậu tiếp theo. Hôm nay con em có rất là nhiều cái chậu bệt luôn. Chậu này thì người ta ghi là bệt chung với xước nha. Đó, nó nở ở Lâm Đồng mùa này thì nó vậy đó mọi người, khi nào nó cũng bị trắng đầu lưỡi hoặc là nó có một cái đường rãnh ở giữa đó, nhưng mà thực chất thì nó là bông bệt đó nha. Đó, nó xước bệt với xước này ở trên cái nhãn á, thì mua thì người ta ghi là như vậy. Bông này năm ngoái hình như em cũng có bán rồi. Chậu này thì mầm gốc nó cũng chết rồi, nó không còn đâu, nên là em bán theo diện cây với mọi người. À, cây số 1 này 200 thì nó cũng là cây năm 2 rồi, cắt khúc cho mọi người và nó có cả nguyên cái thân già đó nha. Đó, và cây số 2 thì cũng là 200 luôn, cây này nha. Đó, cắt khúc ở trên này là được cái bông hoa này nữa. Đó, thì cũng cắt, nó là kỳ năm 2 hết rồi. Đó, kỳ năm 2 như vậy, gồm có một thân tơ và một thân già lên. Thì đây là cái chậu số 1 nha. Số 2 thì em đánh số rồi. Số 3 là chậu Nguyễn đấy. Sang số 4 này, 600. Chậu số 4 là chậu bệt nha. Đấy, tất cả cái bệt này thì của mà bó hết nha mọi người, nhưng mà nó sổ hoa như thế này nên là bán theo mặt hoa rồi nha. Thì đây các bác cứ gọi là bệt ma bó cho em đánh số theo thứ tự từ 1 đến 4 rồi. Cái này thì trên chậu người ta ghi là bệt VV hay là bệt gì đấy đó, đặt theo tên của người mua hay là người sổ ra đó. Thì đây nó có mặt hoa rồi, thì mọi người thích thì mọi người lấy thôi. Đó, cái khuôn bông này thì nó cũng rất là to nha, to mà hai cái cánh của nó bệnh ra, nó khá là giống với cây bệt Đồng Vinh đó. Trên này còn nhiều nụ nha, về các bác còn chơi được hoa nữa. Đây, chậu số 4 600, chậu đó thì có tới 3 mầm gốc. Chậu số 5 này là 300 nha. Số 5 300 thì thân này nó dài phải 30 cm. Chậu này là một bông xước mũi trắng nha mọi người. Xước mũi trắng, khuôn bông cực kỳ là to luôn. Đây, hoa tàn rồi. Nhưng mà may mà nó có mặt hoa nên là mình bán cũng dễ. Đó, xước mũi trắng như này, khuôn hoa rất là to. Mọi người thích thì lấy nha. Đó, chậu này thì 300 thôi, do nó có mặt thân. Được cái là nó cũng xước, khuôn bông to, mũi trắng. Rồi em sang chậu số mấy nha, này phải số 5 không ta? Đây, chậu số 5 hay là số 6 này, 6 này, 6 là khuôn bông này nha. Đấy, cây này cũng rất là đậm luôn này, khuôn bông cực kỳ là đậm. Nó tàn rồi nhưng mà nó mang cái sắc cũng rất là đậm. Cái cây đầu ngọn này 100.000 nha, cắt nguyên cả cái khúc hoa nó cho mọi người luôn. Thì đây là cây số 1 của chậu 6 này, 100. Cây số 2 100, cây số 3 cũng 100 luôn. Đó, bác nào nhanh thì được cây số 1 thì cắt cho khúc hoa nha. Còn hai cây kia thì không có hoa thì về với bác làm giống. Rồi cây số 4 là cây năm 2 này này, giá là 200 nha. Đó, thì nó gồm một cái khúc thân già đứng ngọn và một mầm gốc đang lên. Rồi cây số 5 này cũng là 200 luôn. Đó, em cắt tới đây nha. Đó, một thân già, một thân tơ. Đó, còn nguyên cái chậu này thì em bán là 500 nha. Nguyên chậu 3 mầm gốc thì 500. Sau khi cắt hết cây á, thì nó còn 3 mầm gốc nha, thì là 500. Đó, mặt hoa này nha mọi người. Đấy, hoa này rất là đậm nè. Đó. Thì về mọi người vẫn có thể khai thác được các cái mắt ngủ của chậu đấy nha. Rồi, thì đây là chậu số 6. Em sang chậu số 7. Chậu số 7 là chậu này, xước mũi trắng luôn nha. Đây, xước mũi trắng này. Đó, mọi người nhìn cái xước nó rất là đậm như vậy. Xước mũi trắng. Rồi khuôn thì cũng tàn rồi, hoa mà, hoa mùa này như vậy. Nguyên chậu này nó nhiều cây, nhiều thân lắm, thì em bán là 500 thôi nhá. Do nhìn thân lá nó cũng không có đẹp lắm, nhưng mà mọi người về rất là lợi giống, có thể nhân ra rất là nhiều giống. Ở nguyên chậu này 500. Cái này nhiều cây quá rồi cũng lười lười cho nên là để nguyên luôn. Sang chậu số 8, xước mũi trắng cắm bay tóc váy nha. Chậu này thì nó bay. Mọi người thấy không? Hoa nó tàn rồi mình nó cay bay kinh ha.
cánh nó rất là cong vút như này nha. Thường thì khách lại ưng những mấy cái cây mà cánh bay cong vút như này này, thì tùy theo mỗi khách. Chậu số 8 này thì có một thân này thôi, thân tơ này thôi, và em cũng gửi nguyên chậu nhé, thì giá là 500 đó, cho một cái mắt hoa cực kỳ là bay nhá, bay phải gọi là tóc váy đó, bay rồi vẫn còn nụ này, trên này vẫn còn nụ, về mọi người vẫn ngắm được hoa đấy. Khuôn này rất là bay, cực kỳ bay luôn. Sang chậu số 9 là chậu này, chậu số 9 này em bán 400 thôi, vì nó có hai mùng gốc lớn này, chiếm 400 này, thân tiếng ngắt luôn, hai mùng gốc lớn khuôn hoa đây nha. Đây số 9 400. Chậu 9 này hình như nó giống với cái chậu số 3 3 mầm đấy. Thì hai mầm thì em tính là 400, ba mầm thì 600 nha. Khuôn cũng rất là to này. Đó, bẹt nha. Bẹt đậm mà bị trắng đầu lưỡi tí. Thì đó là chậu số 9 400. Và cuối cùng là chậu số 10. Chậu này tính là 350. Chậu này thân xanh nha mọi người. Thân xanh, vẫn còn nụ, gửi nguyên chậu luôn. Đó, hoa thì nó cũng bẹt này. Đó, bẹt mùa tuyết như này nha. Đó, hoa bẹt bẹt, khuôn nhỏ, khuôn nó không to như cái chậu số 9 nhá. Thì đây số 10, đó là 350 nhá. Gửi cả kỳ cả nguyên chậu như vậy. Thì đây là 10 chậu hoa nha khách. Đó, 10 chậu hoa. Rồi tiếp theo là em bán củ chi nha mọi người. Như ngày hôm qua, hôm qua thì em tách được cũng khá là nhiều kỳ em bán hết rồi, thì hôm nay em tiếp tục tách hết tất cả các rổ kỳ luôn, tất cả các chậu lớn luôn. Thì hôm nay em tách ra là cả loại lớn loại nhỏ luôn để cho các bác dễ sưu tầm. Chứ nhiều bác bảo là có kỳ trăm không cho nó dễ, chứ mua 300 rồi cũng hơi cao rồi, không mua được loại khác á. Thì tùy theo yêu cầu của mọi người thì hôm nay em sẽ tách ra được khá nhiều. Đây cái loại thứ nhất đây. À, loại này 200 để bỏ lên đây. Loại thứ nhất là 100, là những cây lách như thế này nha. Đó, cây lách như thế này là 100 nè. Nó được cỡ 4 5 lá nha. Đây 4 5 lá này. Thì cây nào cũng như vậy, 100.000 một cây nhá. Cây lách nhưng mà rẻ khỏe rồi, cho nên là các bác về trồng ok nha, không sao hết. Đó, nó lách thì nó có giá là 100 nè, rễ nó đều ok như này hết. Gói cho mọi người thì về trồng nó bình thường lắm, không sao hết nha. Thì em cũng lách ra từ những cái cây trên này. Đây, đây là loại 100 nha. 100 thì em được cỡ 6 kg nha. Đó, 100 thì 6 kg nè. 100.000 kg củ chi. Loại thứ hai là loại 200. Thì cái này cũng là cây lách nhưng mà nó lớn nè. Đó, nó lớn thì nó được cỡ 10 sang thì em tính là 200. Đó, được 2 kg lách lớn nè, là 200. Và bên này là mầm gốc nha. Đó, tức là nhổ từ những cái khúc ươm kỳ này ra này thì cũng tính là 200. Đây, cái loại mà thân nó mập như thế này thì 200. Với lại nó có rễ với gốc sẵn rồi thì về các bác cũng bỏ vô giá thể rồi trồng lại cho em nha. Đó, là 200. Các bác mà sợ lách như thế này thì lấy cái kỳ này, thì tùy mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Nhiều bác thì thích là rễ mới này thì về nó bám luôn thì nó rễ nó dễ, hoặc là nhiều bác cứ kêu là rễ này nó khỏe rồi thì về mình trồng rồi nó cũng phục hồi nhanh. Đó thì cái loại này là 200 nha. Đó, kỳ như thế này là 200 thì nó là mỗi gốc nó có thân như thế này. Rồi loại thứ ba là loại 300 thì em vẫn bán như ngày hôm qua, là loại có nhiều kỳ. Giống như kỳ này thì nó lên mùng gốc rồi nè, trên này nó sưng 2 kỳ nữa nè. Đó, mầm gốc sưng 2 kỳ này. Rồi đây là sưng 3 kỳ này, chưa lên mầm gốc nè. Hoặc là các cái loại khác này nó có 2 kỳ thôi. Đó, thì cơ bản cây nó cũng như vậy nên là em tính là 300 nhé. Nó có đeo kỳ thì tính là 300 hết. Nè, gốc nào mà nó đeo kỳ thì tính là 300 hết. Đây, các gốc nó đều đeo đeo kỳ hết nha mọi người. Đấy, gốc nào cũng như vậy thì cái loại này là 300 nhá. Đây gốc lớn nè. Gốc này mập đẹp nè. Đó, nó cũng 300. Và có cái cây dài thềm này, dài tầm 40 sang thì cũng là 300 luôn nha. Đó, cây này về các bác ghép vô lại nha. Đó thì em nhổ ra đây nha mọi người, đó là củ chi. Tương tự với củ chi thì em bên này em có cây năm cánh trắng lâm đồng nha. Cây này nó cũng rất là mập đẹp khỏe luôn, thì em có những cái cây lách như thế này là 100.000 nha mọi người. Đó, cái loại lách này là 100.000 này, thì cái này mọi người thấy nó lên nó cũng đứng ngọn rồi, về mình trồng thì mình lấy mầm gốc nha. Này mầm gốc nó sưng hết rồi. Đó, về các bác lấy giống thì mấy bác lấy loại này. Đó, cái loại lách lách này là 100.000, về chúng ta mua sưu tầm giống cho nó dễ, 100.000 một cây. Rồi tiếp tục loại số 2 là loại này, loại số 2 này là loại 250 nha. Đấy, thì nó là mập và nó đeo kỳ trên này hết. Đó, nó đeo kỳ thì loại số 2 này là loại 250. Có những cây mà nó chưa sinh kỳ thì nó sẽ lớn nha. Đó, ví dụ chưa sinh kỳ thì nó lớn, cây này đứng ngọn mập hết rồi nha. Đây là loại 250, năm cánh trắng lâm đồng nha. Và loại thứ ba là loại 300. Loại 300 thì mọi người thấy nó rất là khỏe. Đây, 300 thì nó dài trên 10 sang nhá. Đó, 300 này, dài trên 10 sang, đeo kỳ và mọc khỏe hết á. Khuôn lâm đồng thì nó cũng rất là đẹp, mắt xước kiểu hồng mà khuôn bông rất là to, nó to hơn Lamian. Lamian thì khuôn nhỏ nhưng mà lâm đồng thì là khuôn to.
đó. Nhưng mà Lamia thì mặt hoa nó dễ nhìn hơn, bởi vì cái khuôn kiểu nó chúng chím dễ thương á, và đồng thời Lamia thì nó bay 24 giờ đây nha, Lâm Đồng đây mọi người. Đó, Củ Chi với Lâm Đồng này em nhỏ trong này nè, đó nó có cây năm cánh trắng Lâm Đồng nè, rồi năm cánh trắng Củ Chi nè, trồng thì ghi bài bản hết rồi, nhổ mọi người thấy không, hai bốn sáu nhổ tới 7 chậu to này nè, thì mỗi chậu là trồng tới 4-5 gốc gì đó, nên là cái này nhổ ra hết rồi đó, nhổ ra hết rồi. Có cái này là hồng trời đánh nè, à, hồng thiên lôi nè, thì mọi người thấy cây rất là chuẩn giống, mà thiên lôi thì em nhiều rồi nên là em cũng không cần nhổ nữa, mà bác nào thích nhổ thì mỗi cái như này là 250.000 nha mọi người, 250. Đó, bình thường em bán chậu là 350, các bác mà nhổ chậu mà kỳ năm hai như này này, nhổ trong cái chậu lớn này này thì tính là 250 thôi nhá. Đó, về các bác trồng lại hay là cây nó như nào đó thì tùy. Đó, cái mầm nào nó cũng như vậy luôn. Thì có chậu này thôi người ta trồng vô đây, còn đa số là trồng ngoài hết. Hồng Gia Lai em có một chậu này 1,5 triệu nha khách, thì nó cũng có 2 cây như thế này, hôm nay được có chậu này thôi, về nhiều mà em bán hết rồi, em còn một chậu này đó, 1,5 triệu cũng có 2 cây nhá, một cây nhỏ một cây bé này, thì bình thường mọi người thấy là cây này cũng phải 1,2 triệu rồi, thì thêm cái gốc này nữa có 300 thôi đó, thì mua gộp là được 1,5 triệu nha, dành cho cái Hồng Gia Lai này, cái một cái khuôn hồng rất là xuất sắc đẹp, nhiều người đánh giá là nó còn đẹp hơn hồng mỹ nhân nữa, bởi vì cái tông màu hồng của nó rất là đẹp. Thì đó là Hồng Gia Lai. Qua bên này là em có cây năm cánh trắng Quảng Trị nha, đây năm cánh trắng Quảng Trị cây số 1 một gốc này 300 nha, cây lớn siêu đẹp luôn, thân lá nó lên rất là đẹp đó, số 1 lớn này đẹp, cây số 1 này 300, tương tự số 2 cũng tính là 300, cái này là nó kỳ mọc trên thân nhưng mà cơ bản mọi người về có thể lách ra trồng, sau đó chờ cho những cái mầm gốc này nó lên nha. Đó, mầm gốc thì cây này mầm gốc nó hư rồi nha, nó cũng không cần nhiều gốc đâu, đó cây này thì gốc hư rồi nè, những cái cây bên này thì gốc nó còn nè, đây ví dụ gốc to này nó còn này, nó vẫn còn mắc này, còn gốc bên này thì mọi người khai thác cái kỳ này lên, chậu số 2 này cũng là 300 luôn, đây số 2 300 và số 3 cũng vậy luôn, số 3 300 mầm gốc nè, mầm gốc nè, và trên này còn 2 cây nha, đó, trên này nó còn 2 cây, 1 cây 2 cây này, đây số 3 này 300 đó, em còn 3 chậu lớn này nha. Tiếp theo là em vẫn bán phu thọ nụ nha mọi người, phu thọ nụ thì hôm nay em bán lên những cái chậu nhựa nha, cái chậu đất thì hôm qua em bán cũng gần hết rồi, chậu số 1 này, chậu này 400 nha. Đó, nụ nó như thế này, có hai thân hoa này đang lên mầm gốc nè, đây chậu số 1 400, chậu số 2 2 đây, 2 thì nó dài hơn tính là 450 nha, đây thân hoa nó dài như thế này thì là 450 này, à, chậu số 2 450, chậu số 3, số 3 thì nó lên mầm gốc mà nó bị chuột cắn này, nó mọi người thấy không, chùa cắm một mầm gốc này nó bị lỗi một thân như vậy, nhưng mà bù lại là nó cũng được 2 thân hoa nhá, và một mầm gốc lớn bên này, chậu số 3 tính là 450 luôn, số 4 nè 400, 4 400, một mầm gốc nè, một thân hoa này đây nha, số 4 400, số 5, số 5 nè 450 luôn, số 5 450, một thân hoa 2 thân hoa chưa sân nụ, một mầm gốc nè, và đây là thân hoa số 3 này, thân này nó hơi nứt 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 không biết sao, hình như nó mập quá rồi nó tét ngay hay sao, đây 450 nha, đây, số 4, số 5, số 5 500, à, đây một mầm gốc đang lớn nha, mầm gốc cực kỳ lớn luôn và thân hoa dài chi chít các nụ như thế này nha. Đó, thân hoa dài nụ này, đây là số 6 nha, 6 500, rồi số 7, số 7 tương tự 500, hai thân hoa nha, hai thân hoa này, hai mùng gốc, một mùng gốc, hai mùng gốc, đây số 7 này 500, số 8, số 8, đây số 8 600, một thân hoa này, hai thân hoa này, một mùng gốc này, đây là số 8 này 600, đây số 8 600, chậu số 9 chi chít như thế này luôn, bốn mùng gốc nha, bốn mùng gốc thân hoa xem nào, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái thân hoa. Đấy, chậu này 800 nha. Chậu số 9 này 800. 9 800. Chậu số 10. 10 này. 10 700 đi. Số 10 700, hai mùng gốc,
và cũng 4 năm thăng hoa nha. Đó, 10 chậu, 10 chậu hốt thọ nha mọi người. Đấy. Tiếp theo em bán cây năm cánh trắng vỏ tòng nha mọi người. Hôm nay em có lên 5 chậu. Chậu số 1 nè, 400. Cái vỏ tòng này mình trồng mà thân nó mập, lông nó lên sọc trắng 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 á, nhìn cũng rất là đẹp nha. Số 2, 450. Đây, cây nó đứng ngọn, nó mập như thế này nè nha. Đây, cây số 2 nè, 450. Ở trên nó có nhiều cây em cắt hết rồi, cho nên là giờ dưới nó còn cái mầm gốc như vậy nha. Số 3 nè, 700. Mầm gốc đang lên rất là lực nè. Đó, mầm gốc lên cực kỳ lực. Dưới này là còn nhiều cái gốc nhỏ với lại thân già nha. Đó, số 3 nè, 700 luôn. Đó, các cái thân già của nó đây. 3, 700. Số 4 tương tự 700. 4 thì có một thân già với lại thân lớn nha. Đấy, thân lớn nó đang đứng gọn như thế này. À, thân lớn này chắc dài tầm 20 sen quá. Và số 5 triệu nha. Đây, chậu số 5 là 1 triệu. Lên 5 chậu như vậy thôi. Cho mọi người dễ mua. Có cây nhưng mà nó chưa ra rễ. Cây em mà bán là 150 cây mà nó chưa ra rễ. Nên giờ lên mấy chậu lớn lớn thế này. Còn mấy chậu khác thì nó lại đang ra rất là nhiều cây nha. Đó. Bên này là năm cánh trắng Hà Tĩnh nha mọi người. Cây này là 200 nha, 200 nghìn cốc. Hôm nay tìm tìm đâu ra lại được 3 4 cốc như thế này nha. Đó. Cốc số 2 là 250 nha. Cốc này nó mập mà nó có cây 52 nữa. Đây, cốc số 2 này 250. Cốc số 3 này 200. Đây, là cốc số 3 200. Cốc số 4 tương tự 200 nha. Đó, cốc số 4 200. Còn mấy cái cốc mà đôi thì sẽ là 400. Đấy. Đây. Trên này em còn mấy cốc đôi này. Số 5 này 400 nha. 5 400. Đất cốc đôi nó dài. 6 400. Lá nó bắt đầu vàng xuống lá rồi. 6 400. Số 7 nè, 400. 7 400. Và số 8 là 300. Số 8 là cốc nhỏ này nha. Thân nó nhỏ hơn tính là 300. Rồi, hôm nay em bán chừng này hàng nha. Xin chào, chúc mọi người xem video và chốt được cái lô hàng mình mong muốn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các phiên sau ạ.